Bà. Con tạ ơn Cha. Cảm ơn Chúa, con tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban cho con nhiều hồng ân. Nhiều hồng ân làm cha, mà giờ cho con kể ba hồng ân. Ơn thứ nhất. Ơn thứ nhất là thưa cha, con bị tiểu đường 2 năm mà vừa rồi là con lên khám là bình bác sĩ nói là con hoàn toàn không có tiểu đường nữa, vì trước đó là con đi 3 lần lòng thương xót. Cha đã đặt tay cô và cộng đoàn cầu nguyện cho con là hoàn toàn là không có tiểu đường nữa cha. Rồi ơn thứ hai là bác sĩ là vì quyết định mổ cho con là u độc. Mà bác sĩ mổ cho con là con không nói được 15 ngày con không nói. Là con được 17 ngày con đi vào đây. Thì cha đặt tay bấm cho con cái trước cổ là về là con nói được cho đến dư cha. Hallelujah. Bạn dưới cao quả lên hét to lên. Hallelujah. Mãi lên. Hallelujah. Rồi ơn thứ ba. Dạ ơn thứ ba là con nói chỉ được có Chúa thôi. Con đờ đâu được 25 người là trở lại giáo cha. Người trẻ nhất là 95 tuổi mà người già nhất thì 30 tuổi. Còn người trẻ nhất là 95 tuổi, còn người già nhất là 8 tuổi. Phải không? Là 8 tuổi. Con nói luôn cha, vì người trẻ nhất là 30 tuổi, người già nhất là 95 tuổi cha. Mà họ ở mài ngoài Bắc, ngoài Tân Kỳ á. Dạ họ vào con, họ ở, họ chơi 3 ngày. Thì họ nói là họ thấy như con đâu hôm trước mai giờ độc kinh. Rồi giờ ăn rồi là con cùng chờ ba đi lề một bữa. Rồi ba nói đi chỉ cho tôi đi đào với. Thì con không nói đi để con kiếm người đỡ đầu cho ba vì ba cha rồi. Ba thưa anh chị em, mỗi một người chúng ta phải trở thành những người mà đi đem lòng thương xót của Chúa đến cho người khác, như một người chị em nhà quê này thôi mà cũng giúp cho được bao nhiêu người? 25 người chứ. 25 người, người trẻ nhất là 30 và người lớn tuổi nhất là 95 tuổi. Mỗi người chúng ta phải làm công việc đó để cho nhiều người được biết đến Chúa và được ơn quay trở về với Chúa. Cha tặng cho con cái máy. Là được 14 người sắc tộc ê đê chứ. Dạ, hay như cái ở trong giáo sự như con đó là được 37 người hồ dân tộc ê đê là trở lại đạo, là 100 nhân danh, 300 nhân danh là bên đạo rồi cha. Vâng, thưa anh chị em, chúng ta tạ ơn Chúa vì có những người đã mạnh dạn đi loan truyền lòng thương xót Chúa cho người khác. Cho tặng cho con cái máy 307 giảng nha. Và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Rồi, Chúa chúc lành cho con. Hallelujah! Và thưa anh chị em, bây giờ chúng tôi xin... bé đây con. Đếm xe rồi.